Lý Thấm, nữ diễn viên Trung Quốc đại lục, sinh ngày 27 tháng 9 năm 1990 tại Tô Châu, tỉnh Giang Tô, tốt nghiệp trường kịch nghệ trực thuộc Học viện Hí kịch Thượng Hải. Năm 2007, Lý Thấm được đạo diễn Lý Thiếu Hồng chú ý nhờ vai diễn trong vở kịch Mẫu Đơn Đình, Du Viên và được mời vào vai Tiết Bảo Thoa thời niên thiếu trong phiên bản mới của bộ phim truyền hình Hồng Lâu Mộng. Nhờ vai diễn này, cô đã giành giải Nam Phương diễn xuất Kim Nam Phương năm 2010 cho hạng mục nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, chính thức bước vào làng giải trí. Năm 2010, Lý Thấm thủ vai Dương Khai Tuệ trong bộ phim Kiến Đảng Vĩ Nghiệp và được đề cử giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Bách Hoa lần thứ 31. Năm 2011, bộ phim truyền hình Bầu Trời Chờ Đợi với vai nữ chính đầu tiên của Lý Thấm được phát sóng, cô vào vai nhân vật Bồ Đào. Bộ phim này giúp tăng 18% lượng người hâm mộ của cô chỉ trong 2 tuần đầu phát sóng, nâng cao đáng kể danh tiếng của cô. Năm 2013, Lý Thấm liên tục tham gia nhiều bộ phim như Thiên Kim Trở Về và Hoa Khai Bán Hạ. Trong phim Thiên Kim Trở Về, cô vào vai Thẩm Trường Thanh, một Thiên Kim báo thù, với chủ đề Thiên Kim báo thù trở thành đề tài nóng. Đến khi bộ phim kết thúc, lượt xem trực tuyến đã vượt qua 7 tỷ, giúp tăng độ nổi tiếng của Lý Thấm. Nhờ những tác phẩm này, cô giành giải nữ diễn viên tiềm năng nhất tại lễ trao giải phim truyền hình quốc gia 2014. 3 năm sau, Lý Thấm thay đổi hình ảnh trong bộ phim Bạch Lộc Nguyên, vào vai Điền Tiểu Nga, một nhân vật dám yêu dám hận. Vai diễn này đã giúp cô nhận đề cử giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim truyền hình Bạch Ngọc Lan lần thứ 24. Cùng năm đó, với vai công chúa Nguyên Thuần trong phim Sở Kiều Truyện, Lý Thấm giành giải nữ diễn viên được chú ý nhất tại lễ trao giải Thái Độ năm 2017 của NETY. Từ năm 2018 đến 2022, Lý Thấm tiếp tục mở rộng sự nghiệp diễn xuất với các vai diễn trong phim Kiến Quân Đại Nghiệp và Cơ Trưởng Trung Quốc, lần lượt vào vai Dương Khai Tuệ và tiếp viên hàng không Chu Nhã Văn. Nhờ hai vai diễn này, cô nhận đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Bách Hoa lần thứ 34 và giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 32. Năm 2020, bộ phim Hai Cái Ông Ấm Áp do Lý Thấm đóng chính đạt doanh thu phòng vé hơn 800 triệu nhân dân tệ. Năm 2021, bộ phim Cẩm Tú Nam Ca do Lý Thấm đóng chính trở thành bộ phim Trung Quốc đầu tiên giành giải phim truyền hình xuất sắc nhất tại giải thưởng truyền hình quốc tế Emmy. Năm 2023, Lý Thấm đóng chính trong 2 bộ phim Nhân Sinh Chi Lộ và Giấc Mơ Biển Cả cùng với Trần Hiểu và Tiêu Chiến. Ngày 9 tháng 2 năm 2024, Lý Thấm tham gia biểu diễn tiết mục Năm Cẩm trong chương trình Gala Mừng Xuân 2024. Ngày 21 tháng 3, bộ phim truyền hình đề tài Gián Điệp Người Truy Đuổi Gió do cô đóng chính phát sóng trên CCTV8 và Iki, Lý Thấm vào vai Thẩm Cận Chân. Ngày 28 tháng 3, Lý Thấm nhận giải ngôi sao diễn xuất chất lượng của năm tại lễ trao giải phẩm chất phim truyền hình 2024. Đời tư của Lý Thấm. Hoạt động trong điện ảnh khá lâu, cùng với gương mặt xinh đẹp. Chuyện tình cảm của cô được khá nhiều khán giả quan tâm. Cô thường xuyên đóng cặp chung với nhiều diễn viên nam, nên liên tục bị người hâm mộ đẩy thuyền. Năm 2018, Lý Thấm bị đồn hẹn hò với Tiêu Chiến khiến khán giả nghi ngờ. Bởi vì cả hai cùng tham dự 4 bộ phim, Đấu Phá Thương Khung, Lan Điện Hạ, Khánh Dư Niên, Chu Tiên, mức độ ăn ý của cả hai tương đối nên chuyện hẹn hò cũng có thể xảy ra. Đến năm 2019, Lý Thấm lại tiếp tục bị đồn lại với Đặng Luân khi cô nàng ghé đến thăm nam diễn viên vào đêm muộn tại khách sạn. Nhưng tin đồn được dập tắt ngay sau đó. Dù tin đồn khá nhiều nhưng có tiếng lại không có miếng. Cô nàng hiện tại vẫn đang còn độc thân. Mong rằng sắp tới đây cô nàng sẽ tìm được cho mình một nửa còn lại. Lý Thấm, sao nữ không dùng chiêu trò để nổi tiếng? Lý Thấm có nhiều yếu tố để trở thành ngôi sao hàng đầu như diễn xuất tốt, gương mặt đẹp, tác phẩm có tiếng vang. Tuy nhiên, cô thiếu một chút may mắn. Truyền thông đưa tin bộ phim Lan Điện Hạ kết thúc phát sóng với số liệu khả quan. Đây là tác phẩm quay từ năm 2017, bị ém 3 năm mới ra mắt. Chỉ trong một ngày đã trình chiếu hết toàn bộ. Do đó, thành tích về lượt xem của Lan Điện Hạ là khó có được. Trong phim, Lý Thấm thủ vai nữ chính Mã Trích Tinh, với diễn xuất được đánh giá là nhuần nhuyễn,
có cảm xúc. Cô được khen ngợi khả năng thể hiện của Lý Thấm thuộc hàng tốt nhất trong các diễn viên 9X của giới giải trí Hoa ngữ hiện tại. Dù Lan Điện Hạ thành công, cộng thêm sức ảnh hưởng từ Khánh Dư Niên tháng 1 năm 2019 và Cẩm Tú Nam Ca năm 2020, tên tuổi của Lý Thấm vẫn không thể bật lên hàng sao hạng A đứng chung với Địch Lệ Nhiệt Ba, Trịnh Sản, những người có diễn xuất kém hơn. Đạo diễn Lý Thiếu Hồng từng nhận xét, Lý Thấm có khí chất trong trẻo, yếu đuối của mỹ nhân xưa. Điều này phần nào cho thấy ngoại hình vượt trội và tài năng của Lý Thấm được nữ đạo diễn số 1 Trung Quốc thừa nhận. Cũng trong phim, Triệu Lệ Dĩnh diễn hình Tụ Yên và Dương Mịch thể hiện vai Tình Văn chỉ là những nhân vật phụ. Vừa bước chân vào giới nghệ thuật đã gây chú ý, Lý Thấm được đánh giá là người đẹp có xuất phát điểm cao. Đến năm 2012, Lý Thấm nhận được vai nữ chính trong tác phẩm Thiên Kim Trở Về, diễn cùng Lý Dịch Phong, Lý Uy. Bộ phim thành công rực rỡ, giúp cô bật lên trở thành một trong những minh tinh 9X nổi bật của giới giải trí Hoa ngữ. Năm 2017, Lý Thấm diễn phụ trong bộ phim Sở Kiều Truyền. Vai diễn Nguyên Thuần Công Chúa có cuộc đời trắc trở lấy nước mắt của khán giả. Các phân đoạn cao trào như bị hãm hiếp, bị bỏ rơi trong lễ cưới, cầu xin tình yêu của người tình, hay hắc hóa trở thành kẻ ác, điên cuồng đến mất lý trí đều được Lý Thấm thể hiện tốt. Thậm chí, theo truyền thông, vì nhân vật Nguyên Thuần được thiết lập tốt, biểu cảm đa dạng hơn nữ chính Sở Kiều mà đôi lúc Lý Thấm có phần lấn lướt đàn chị Triệu Lệ Dĩnh. Năm 2018, nữ diễn viên tham gia bộ phim Hậu Cung Như Ý Truyện với vai diễn Hàm Hương. Năm 2019, bộ phim Khánh Dư Niên thành công vượt trội, trở thành một trong những tác phẩm được đánh giá cao nhất về chất lượng trong năm này, gặt hái vô số giải thưởng. Năm 2020, Lý Thấm có hai bộ phim là Lan Điện Hạ và Cẩm Tú Nam Ca. Cô đều thể hiện vai nữ chính và phim có thành tích không tệ. Thế nhưng, dù tham gia nhiều bộ phim tốt, tên tuổi của Lý Thấm vẫn ở ngưỡng trung bình và rơi vào tình trạng phim nổi người không nổi. Cô được đánh giá là nghệ sĩ sẵn sàng hy sinh ngoại hình để hóa thân vào vai diễn, cũng không đóng khung hình tượng, đa dạng hóa nhân vật. Tuy nhiên, điều Lý Thấm thiếu chính là duyên khán giả. Vì sao Lý Thấm khó phát hỏa? Phát hỏa là từ dùng trong giới nghệ thuật Trung Quốc, chỉ những nghệ sĩ có thành công vang dội, thu hút được nhiều người hâm mộ trong thời gian ngắn, bật lên thành ngôi sao hàng đầu. Vào nghề 12 năm, Lý Thấm không thiếu tác phẩm tốt, không thiếu vai diễn hay, nhưng chưa bật lên thành sao hạng A. Theo truyền thông, lý do nằm ở thời đại hiện tại giới giải trí Trung Quốc coi trọng độ hot của nghệ sĩ hơn khả năng diễn xuất. Ví dụ nhiều ca sĩ thần tượng không được đào tạo bài bản về diễn xuất, mới nổi qua một show giải trí đã được giao vai chính. Họ có lượng người hâm mộ hùng hậu ủng hộ về mặt quảng bá phim hoặc doanh thu, do đó nhà sản xuất nhắm vào giá trị thương mại của nghệ sĩ để giao vai, dù chất lượng diễn xuất còn kém cỏi. Trong sự nghiệp, Lý Thấm chuyên tâm đóng phim, cô không vướng vào các scandal đời tư khiến công chúng bàn tán. Phong cách của nữ diễn viên cũng trang nhã, kín đáo thay vì gợi cảm. Do đó, các chỉ số truyền thông của người đẹp không cao. Lý Thấm chưa từng công khai hẹn hò. Cô vướng tin đồn tình ái với Dương Dương và Đặng Luân sau khi hợp tác nhưng truyền thông không có bằng chứng. Trong thời đại mà lùm xùm đời tư là miếng mồi ngon của truyền thông, các nghệ sĩ khác thường đánh bóng tên tuổi bằng chiêu trò, Lý Thấm chỉ lặng lẽ đóng phim, nhận được sự công nhận của khán giả về diễn xuất, lại bị đánh giá là nhạt. Lý Thấm cũng thừa nhận cô không phải người bất chấp tất cả để nổi danh, cuộc sống của tôi quả thực không oanh liệt. Nữ diễn viên chỉ muốn cố gắng đóng phim để hướng tới giải thưởng và sự công nhận của khán giả. Tôi muốn giành được giải thưởng lớn để chứng minh khả năng chuyên môn, cũng như được khán giả công nhận, vậy là được rồi. Sự nghiệp của Lý Thấm. Năm 1990, Lý Thấm sinh ra tại Trấn Ba Thành, thành phố Côn Sơn, Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Năm 2001, khi 11 tuổi, Lý Thấm tham gia lớp học hí kịch do trường tiểu học Trung Tâm Thạch Bài tổ chức. Năm 2003, cô tham gia buổi diễn đêm kịch Kinh Kịch tại Tô Ngoại, biểu diễn các vở kịch Tích Kịch Sa Gia Bang, Việt Kịch Lương Chúc, Thập Bát Tương Tống và Công Kịch Mẫu Đơn Đình, Du Viên, trong đó cô thể hiện các vai Chúc Anh Đài và Đỗ Lệ Nương rất sống động. Với Công Kịch Mẫu Đơn Đình, Du Viên, Lý Thấm đã giành giải Hoa Kim tại Liên Hoan Kinh Kịch Thiếu Nhi Toàn Quốc lần thứ 7. Năm 2004, Lý Thấm thi đỗ vào trường kịch nghệ trực thuộc Học viện Hí Kịch Thượng Hải, chuyên ngành côn kịch. Mùa đông năm 2007,
Sau khi xem màn biểu diễn côn kịch Mẫu Đơn Đình của Lý Thấm, đạo diễn Lý Thiếu Hồng đã mời cô thử vai và sau khi xem kết quả, ông đã mời cô vào vai Su Bao Chai thời niên thiếu trong bộ phim truyền hình Hồng Lâu Mộng. Lời mời này khiến Lý Thấm phân vân về việc chuyển nghề. Sau khi tham khảo ý kiến từ bạn bè và gia đình, cô quyết định tham gia Hồng Lâu Mộng. Trong 3 năm quay phim, Lý Thấm đã hoàn thành việc chuyển đổi từ diễn viên côn kịch sang diễn viên điện ảnh. Sau khi tốt nghiệp, cô chọn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất thay vì côn kịch. Năm 2010, Lý Thấm tham gia bộ phim Kiến Đảng Vĩ Nghiệp, sản xuất để kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong vai Dương Khai Tuệ và nhận đề cử giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Bách Hoa lần thứ 31. Tháng 5 năm 2011, Lý Thấm tái hiện vai Dương Khai Tuệ trong bộ phim truyền hình Trung Quốc 1921, gây ấn tượng mạnh với khán giả và đạt tỷ lệ người xem trung bình cao nhất trong các phim cùng thể loại, lên đến 2.5%. Cùng năm, cô còn tham gia các bộ phim truyền hình Thần Kỳ Hiệp Lữ và Lạc Nang Thần Thâu. Ngày 4 tháng 3 năm 2012, Lý Thấm đóng vai nữ chính Bồ Đào trong bộ phim truyền hình Bầu Trời Chờ Đợi. Đây là lần đầu tiên cô đảm nhận vai nữ chính. Nhân vật Bồ Đào của cô dù trải qua nhiều gian khổ nhưng vẫn kiên cường, lạc quan. Phim được phát sóng trong 2 tuần với tỷ lệ người xem cao, đứng top 3 toàn quốc và đạt cả 2 danh hiệu tỷ lệ người xem và thị phần vào ngày 22 và ngày 26 tháng 3. Lý Thấm nhận được nhiều sự chú ý, các chỉ số về danh tiếng của cô tăng mạnh. Bộ phim giành giải Kim Thiên Sứ cho phim truyền hình xuất sắc của Trung Quốc. Cùng năm, cô còn tham gia các phim truyền hình Nương Tâm Kế và phim điện ảnh Ẩm Thực Nam Nữ, Gần Xa, Tỏa Sáng. Năm 2013, Lý Thấm tham gia phim truyền hình Thiên Kim Trở Về, phát sóng trên đài truyền hình Thâm Quyến và đài truyền hình Giang Tây, nhận được sự chú ý và tỷ lệ người xem cao. Cô đảm nhận vai nữ chính và nhận được nhiều lời khen ngợi. Cùng năm, cô tham gia các phim truyền hình Hữu Hiệu Kỳ Hạn Yêu Em, Sáng Lạn Nhân Sinh, Hoa Khai Bán Hạ, Bảo Vệ Cháu Trai và phim điện ảnh Thần Kỳ. Năm 2014, cô tham gia phim truyền hình Tình Mãn Tuyết Dương Hoa và Cực Phẩm Tân Nương. Với những tác phẩm này, cô giành giải nữ diễn viên tiềm năng nhất tại lễ trao giải phim truyền hình quốc gia năm 2014. Ngày 12 tháng 8 năm 2016, Lý Thấm hợp tác với Dương Dĩnh và Tỉnh Bách Nhiên trong phim điện ảnh Vi Vi Nhất Tiếu Khuynh Thành, đóng vai Mạnh Giật Nhiên. Bộ phim đạt doanh thu 50 triệu nhân dân tệ ngay trong ngày phát hành, giành giải quán quân doanh thu phòng vé và tỷ lệ người xem cao nhất. Cùng năm, cô tham gia phim điện ảnh Chí Thanh Xuân, Nguyên Lai Ngươi Vẫn Ở Đây. Ngày 16 tháng 4 năm 2017, Lý Thấm tham gia phim truyền hình Bạch Lộc Nguyên, vào vai Điền Tiểu Nga, một vai diễn đầy thử thách. Để thể hiện tốt nhân vật, cô đã tham gia trải nghiệm cuộc sống tại nông thôn cùng đoàn làm phim. Bạch Lộc Nguyên đã giành giải Bạch Ngọc Lan tại Liên hoan phim truyền hình Thượng Hải lần thứ 24 và Lý Thấm nhận đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Cùng thời gian đó, bộ phim truyền hình Sở Kiều Truyện cũng được phát sóng, đạt tỷ lệ người xem trên 3%, liên tục lập kỷ lục. Lý Thấm vào vai công chúa Nguyên Thuần, một vai diễn có sự biến đổi lớn từ ngây thơ đến tàn nhẫn. Vai diễn này đã giúp cô giành được nhiều sự công nhận từ khán giả. Cô cũng nhận giải nữ diễn viên được chú ý nhất tại lễ trao giải Thái Độ năm 2017 của NETY. Ngày 31 tháng 12 cùng năm, Lý Thấm tham gia gala năm mới của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc và trình diễn ca khúc Tương Lai Tốt Đẹp Nhất. Phát triển ổn định. Năm 2018, Lý Thấm tham gia các phim truyền hình như Ý Truyện, Đấu Phá Thương Khung và phim điện ảnh Kiến Quân Đại Nghiệp. Trong Như Ý Truyện, cô vào vai Hàn Hương Kiến. Ban đầu, đạo diễn Uông Tuấn muốn mời cô vào vai khác nhưng Lý Thấm lại chọn vai Hàn Hương Kiến vì thấy nó thách thức. Bộ phim Kiến Quân Đại Nghiệp cũng đạt doanh thu 2 tỷ nhân dân tệ trong 3 ngày và Lý Thấm lần thứ 3 vào vai Dương Khai Tuệ. Vai diễn của cô trong bộ phim này nhận được nhiều lời khen ngợi, giúp cô nhận đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Bách Hoa lần thứ 34. Năm 2019, Lý Thấm tham gia phim điện ảnh Cơ Trưởng Trung Quốc, dựa trên sự kiện chuyến bay 3U8633 của hãng hàng không Tứ Xuyên vào ngày 14 tháng 5 năm 2018. Cô vào vai tiếp viên hàng không Chu Nhã Văn và giành giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Hạc. Ngày 26 tháng 11 năm 2019, phim truyền hình Khánh Dư Niên với sự tham gia của Lý Thấm được phát sóng.
Dù kết thúc phần 1 của phim bị nhiều người chỉ trích vì quá đột ngột, nhưng phim vẫn nhận được đánh giá 7.9 trên Douban. Lý Thấm vào vai cô gái gà rán Lâm Uyển Nhi, giúp cô thu hút nhiều sự chú ý. Ngày 20 tháng 10 năm 2020, Lý Thấm nhận giải nữ diễn viên xuất sắc tại lễ trao giải diễn viên truyền hình Trung Quốc. Ngày 31 tháng 12, bộ phim Cái Ông Ấm Áp có cô tham gia được phát hành. Cùng năm, cô tham gia phim truyền hình Cùng Nhau về các câu chuyện thực tế trong đại dịch Covid-19, nhận được đánh giá 8.4 trên Douban. Năm 2021, Lý Thấm đóng vai chính trong phim truyền hình Yêu Thương Đặc Chủng Binh, Hải Thượng Phồn Hoa và phim điện ảnh chủ đề chống dịch Bác Sĩ Trung Quốc, phim đạt doanh thu cao nhất năm 2020. Cô còn tham gia các chương trình truyền hình Chạy Đi và Tình Yêu Thông Minh. Năm 2022, Lý Thấm tham gia các phim truyền hình từ Tình Yêu Đến Hạnh Phúc, Xin Quân, với vai diễn có sự khác biệt lớn. Trong Từ Tình Yêu Đến Hạnh Phúc, cô vào vai cô gái nổi loạn Cố Tiểu Vi, còn trong Xin Quân, cô vào vai nữ anh hùng nghĩa khí Vu Đăng Đăng. Ngày 4 tháng 5 cùng năm, cô tham gia chương trình đặc biệt Thanh Xuân Đấu Tranh của CCTV nhân ngày thanh niên. Năm 2023, phim tình cảm thời đại Cuộc Đời Như Ý do cô hợp tác cùng Trần Hiểu được phát sóng, cô vào vai Lưu Kiều Trân. Ngày 5 tháng 4, cô tham gia chương trình Thơ Mây Thanh Minh của CCTV. Ngày 4 tháng 5, cô tham gia chương trình Đêm Hội Ngũ Tứ của CCTV. Ngày 1 tháng 6, phim Giấc Mơ Biển Cả với sự hợp tác cùng Tiêu Chiến được phát sóng, cô vào vai Đồng Hiểu Mai. Ngày 29 tháng 6, cô tham gia buổi hòa nhạc phim Thăng Hoa Đêm Trăng năm 2023, hát cùng Lưu Nhã Tư bài hát Trường Học Không Tuổi. Ngày 20 tháng 9, phim truyền hình Trường Phong Phá Lãng với sự tham gia của cô chính thức khai trương Weibo. Ngày 29 tháng 9, cô tham gia chương trình Trung Thu Gala 2023 của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, biểu diễn ca khúc Bạch Tử Vấn Nguyệt. Ngày 25 tháng 10, phim truyền hình Thất Dạ Tuyết công bố dàn diễn viên, cô vào vai Tạ Tử Dạ. Ngày 20 tháng 11, Lý Thấm tham gia lễ trao giải thời trang Vogue. Ngày 5 tháng 12, cô tham gia Đại hội Weibo 2023. Ngày 9 tháng 2 năm 2024, Lý Thấm tham gia Gala Xuân Vãn 2024 và biểu diễn tiết mục sáng tạo hình mẫu truyền thống Trung Quốc Niên Cẩm. Ngày 21 tháng 3, phim truyền hình đề tài Điệp Chiến Truy Phong Giả phát sóng trên CCTV8 và Iki, cô vào vai Thẩm Cận Chân. Ngày 28 tháng 3, Lý Thấm nhận giải diễn viên thể hiện xuất sắc của năm tại lễ trao giải chất lượng phim truyền hình Đông Phương 2024. Nếu các bạn thấy nội dung hay, đăng ký giúp mình để có thêm nhiều nội dung mới nhé!